Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ trúng số trong cái ngày 14 tháng 2 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão đó là ngày Nhâm Tuất Thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi à, Thưa quý vị, trong cuộc đời một con người thì ai cũng mong muốn là mình có một lần là đổi vận giàu sang được cơ hội trúng số đổi đời hay được thừa một cái tài sản nào đó có giá trị để cho mình gì có cái cơ may và đổi được cái vận vận thế của mình nhưng mà không phải ai cũng may mắn có được cái 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 tài vận như vậy và để xét về cái vận con người có được may mắn hay không ấy, thì người ta sẽ dựa vào rất nhiều cái yếu tố. Trong đó có gì, có lộc mã quý nhân, đấy. Có thì thiên tài, có chính tài, có chính ấn, có thương quan, vân vân. Đấy. Thì dựa vào các yếu tố như vậy thì chúng ta sẽ xét xem một con người có gặp được may mắn và tài lộc hay không. Đấy. Thì để được may mắn và tài lộc hơn ấy, thì các bạn hãy sử dụng một cái ngũ độ thần tài cái thẻ bài ngũ độ tần tài để trong ví hoặc là trong ốp điện thoại để có thể là gì mang lại cái tài lộc mang lại cái may mắn cho mình thì bên cạnh đó những ai mà bị phạm vào cái thái tuế năm 2023 nghìn quý mão đặc biệt là với tuổi gì tý tuổi ngọ tuổi mão tuổi dậu và tuổi thìn thì bị phạm vào thái tuế vậy nên là những người tuổi này thì nên mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để gì giúp cho bản mệnh luôn được bình an và may mắn được thái tuế tương trợ giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi bên cạnh đó thì những bạn mà bị phạm vào tam tai ấy, như tuổi thân tý thìn đúng không ạ bị phạm tam tai thì các bạn nên sử dụng một cái phù gọi linh phù giải hạn cái linh phù giải hạn này sẽ giúp các bạn hóa giải những cái vận hạn của năm những vận hạn xấu khi mà cái xấu nó được giải trừ ấy, thì cái điều tốt nó sẽ đến và các bạn sẽ có được cái tài lộc may mắn và cái sự bình an thì bên cạnh hóa giải cái hạn tam tai ấy, thì cái linh phù giải hạn này còn giúp các bạn hóa giải được những cái hạn như hạn ngũ mộ hạn thiên tinh đúng không ạ hạn la, la hầu vân vân đấy thì những cái sao hạn và cái hạn kiểu diệu Đấy. Thì các bạn hãy sử dụng một cái linh phù giải hạn mang bên mình để gì? Hóa giải những cái vận hạn của năm, giúp cho vận trình năm được may mắn và, và tài lộc. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng xét xem ngày trong ngày 14 tháng 2 âm lịch, tức là ngày nhâm tuất thì sẽ có những con giáp nào là gặp được cái may mắn trong vấn đề tiền bạc đúng không ạ? À, thưa quý vị, ngày 14 tháng 2 âm lịch nó là ngày nhâm tuất, có ngũ hành thuộc thuộc thủy. Để xét về cái vận may về tiền bạc, về cái cơ may trúng số ấy, thì người ta xét theo hai thứ, một là lộc, hai là gì? Thiên tài thì để xét cho người nào đó có cơ may trúng sối không ấy thì người ta thường xét theo hai thứ, thứ nhất là lộc, thứ hai là thiên tài đúng không ạ? Như chúng ta đã biết cái tuổi Thìn này, Tuất này, Sửu này, Mùi này thì nó không là lộc của tuổi nào cả. Vậy nên là trong ngày hôm nay thì không tuổi nào có lộc. Đó. Vậy trí là chúng ta xét đến cái thứ hai là cái vận thiên tài. Vận thiên tài thì xét theo thiên can. Thiên can đúng không ạ? Chúng ta có nhâm ấy thì nhâm là thuộc thủy đúng không ạ? Cái thì khác được thủy thì là thiên tài. Như vậy chúng ta có thiên can Mậu đúng không? Mậu là thổ, thổ khắc thủy thì là thiên tài. Vậy nên trong ngày hôm nay ngày 14 tháng 2 âm lịch thì sẽ có những con giáp may mắn mà có thiên can là mậu thì sẽ gặp được vận thiên tài. Thiên can mậu thì bao gồm những tuổi sau. Bao gồm những tuổi mậu tí là 1918 hoặc là 2008 là cũng có hình thuộc thổ hỏa. Đúng không? Và thứ hai là mậu dần là 1998 cũng có hình thuộc thuộc thổ. Thứ ba là những người sinh năm 1000 1988 là tuổi mậu thìn là ngũ hành thuộc thuộc mộc đó. tiếp đến là là những người sinh năm 1978 là mộ ngọ là ngũ hành thuộc hỏa tiếp theo thứ năm là những người sinh năm 1968 là tuổi mộ thân ngũ hành thuộc thổ và cuối cùng là những người sinh năm 1958 58 là mộ tuất ngũ hành thuộc thuộc mộc là bình địa mộc đúng không ạ đó và để xét xem là những cái tuổi nào ấy nó gặp may mắn trong cái chuyện về tiền bạc thì chúng ta sẽ ưu tiên số 1. Thì chúng ta sẽ xét theo nguyên tắc sau. Đầu tiên là chúng ta biết được âm dương ngũ hành của của ngày và của tuổi đúng không ạ? Trong ngày 14 tháng 2 là ngày nhâm tuất thì cái ngũ hành của ngày là thủy đúng không ạ? Đại hải thủy. Thủy thì sẽ sinh cho gì? Sinh cho mộc. Thì vị trí những người mà có cái ngũ hành là Thùng mộc thì chúng ta ưu tiên số 1. Thứ hai là thủy tỷ hoa với thủy thì những người mà có ngũ hành thuộc thủy chúng ta ưu tiên số 2. Và gì? Thổ thì khắc được thủy, tức là gì? Người, người này khác được ngày thì là gì? Mình sẽ chủ động được hơn trong công việc và sẽ kiểm soát được công việc, kiểm soát được ngày. Vậy nên là nó sẽ là tuổi may mắn thứ ba. Đó. Như vậy dựa vào cái thứ tự ưu tiên này, chúng ta sẽ chọn những người tuổi mộc là tuổi may mắn đầu tiên. Thì ngày nhâm tuất có ngũ hành thuộc thủy đó, thủy sinh cho mộc, vị trí là trong các tuổi mậu là tuổi thiên tài thì chúng ta sẽ có những tuổi sau này Đầu tiên là Mậu Thìn, sinh năm 1988 là con giáp may mắn đầu tiên. Thứ hai là tuổi Mậu Tuất là 1958 cũng ngày thuộc Mộc là ưu tiên số số 2. Đó, đó là hai tuổi may mắn đầu, đó là hai tuổi may mắn đầu tiên. Thứ hai là ngũ hành thuộc thủy thì trong những con giáp này thì không có con giáp nào có ngũ hành thuộc thủy. Thứ ba là ngũ hành thuộc thổ, thuộc thổ là chúng ta có 1998 là Mậu Dần là con giáp may mắn thứ ba. Và gì? Mậu Thân 1968 là con giáp may mắn thứ tư. Đó. Như vậy là với cái tuổi thiên tài thì chúng ta sẽ có bốn con giáp may mắn trong cái ngày 14 tháng 2 âm lịch. 14 tháng 2 âm lịch chúng ta sẽ bốn con giáp may mắn. Đó. Tiếp theo thì như quý vị đã biết ấy, mỗi một tuổi thì đều có cái thiên can ẩn tàng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như là tuổi Tuất thì sẽ có ba thiên can ẩn tàng là Mậu, Đinh và Tân. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ xét tiếp cái vận thiên tài của những con giáp mà có thiên can ẩn tàng đúng không ạ? Những người mà có thiên can là là Mậu ấy, Mậu thì sẽ bị bị giáp khác đúng không ạ? Vậy chi là những người mà có thiên can giáp thì sẽ thì những người có thiên can giáp thì sẽ khắc được mộng đó, nó là thiên tài đó. thiên can giáp chúng ta sẽ có tuổi sau này giáp tý là 1984 này đó sau đó giáp dần là 1974 giáp thìn là 1964 giáp ngọ là 1954 giáp thân là 1944 hay là 2004 và cuối cùng là gì giáp tuất là 1994 đó đó là những người người có thiên can giáp thì uh, những người có thiên can giáp ấy, bao giờ bây giờ chúng ta xét ngũ hành mươi 1984 ngũ hành được kim 1974 là thủy 1964 là hỏa 1954 là kim 1944 là thủy và 1994 là hỏa đó thì cũng như tương tự như là xét về cái thiên tài của mậu thì chúng ta cũng ưu tiên những người gì những người được ngày sinh cho tức là gì thủy sẽ sinh cho mộc và thủy tỷ hòa với thủy và thổ thì khắc thủy như vậy chúng ta ưu tiên những người tuổi mộc thì mộc trong những con giáp của tuổi giáp thì sẽ không có những người nào tuổi mộc. Thứ hai là thủy. Thủy thì chúng ta có gì? Có 1974 là giáp, giáp dần. Và 1944 là giáp thân. Thì giáp dần ngũ hành thuộc thủy là ưu tiên số 1. Thứ hai là đến giáp thân, ngũ hành thuộc thủy. Đó. Tiếp đến là những người có ngũ hành thuộc thổ. Thuộc thổ thì trong những người tuổi giáp thì không có con giáp nào thuộc thuộc thổ đó vị trí là gì với những người có thiên can giáp thì chúng ta chỉ có hai tuổi là 1974 là giáp dần và 1944 hoặc là 2004 là giáp thân đó tiếp theo chúng ta đến xét lên thiên can đinh thiên can đinh thì những người mà có gì có thiên can quý quý thì khắc đinh thì cũng là thiên tài vậy chi là chúng ta sẽ xét về những người có thiên can đinh 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 thì gặp quý đó. quý gặp đinh thì là thiên tài quý gặp đinh thì thiên tài quý thì chúng ta sẽ có những tuổi nào đó. đầu tiên là gì quý sửu là 1973 Quý Mão là 1963, Quý Tỵ là 1953, Quý Mùi là 1943 hay là 2003. Đó. Quý Dậu là 1993, 1993 và cuối cùng là Quý Hợi là 1983. Đó. Đó là những người có thiên căn quý. Thì chúng ta có Quý Sửu thì ngũ hành thuộc mộc. Quý Mão thì ngũ hành thuộc kim. Quý Tỵ ngũ hành thuộc thủy. Đó. Quý Mùi thì ngũ hành thuộc mộc, quý dậu ngũ hành thuộc kim và quý hợi ngũ hành thuộc thuộc thủy đó. cũng dựa vào cái ngũ hành của ngày thì chúng ta cùng tìm ra những con giáp may mắn nhất thì con giáp may mắn nhất ngũ hành đời nhâm tuất là thuộc thủy đó thủy sinh như mộc vậy chỉ là những người tuổi mộc sẽ là may mắn nhất Thủy mộc người có 1973 là quý sửu là tuổi ưu tiên số 1 tiếp theo là những người 1943 hay là 2003 là quý mùi ưu tiên số 2 à, tiếp theo là chúng ta xét đến những người mệnh thủy mệnh thủy đều thủy tỷ hoa với ngày đúng không ạ thì bao gồm 1953 là tuổi quý tỵ quý tỵ là 1953 là số 1 đúng không ạ tiếp theo là quý hợi là sinh năm 1983 là ưu tiên số số 4 Đấy. quý tỵ là số 3 này quý hợi là số 4 đó tiếp theo chúng ta xét đến ngũ hành thuộc thổ thuộc thổ thì những người có thiên can quý thì không có con giáp là thuộc thổ cả vậy này chúng ta trong những người thiên can quý thì sẽ bốn con giáp này may mắn có cơ hội là được lộc trời cho đó <laughs> tiếp theo chúng ta xét À, tiếp theo chúng ta xét đến cái thiên can ẩn tàng thứ thứ ba đó là thiên can tân đúng không ạ như chúng ta đã biết đấy tân ấy đinh tân thì bị là tân kim thì bị đinh hỏa nó khắc đinh hỏa khắc tân kim thì là thiên tài vị trí là những người có thiên can đinh thì sẽ là những người mà được vận thiên tài tiếp theo đinh thì chúng ta có đinh sửu là 1997 đúng không ạ đinh mão là 1987 đinh tỵ là 1977 đinh mùi là 1967 Đinh Dậu là 1957 và Đinh Hợi là 1947 hay là 2007 đó. Đinh Sửu thì ngũ hành thuộc thuộc thủy. Đó. Đinh Mão ngũ hành thuộc hỏa. Đinh Tỵ ngũ hành thuộc thổ. Đinh Mùi là thủy. Đó. Đinh Dậu là hỏa và Đinh Hợi là thổ. Đó. Thì dựa vào thiên can của thì dựa vào nạp âm ngũ hành của ngày nó là thủy. Thì thủy sẽ sinh âm mộc thì trong các con giáp tuổi, đinh ấy thì không có tuổi nào là là cũng hành tục mộc thứ hai cũng hành thuộc thủy thì chúng ta có một chín chín bảy là đinh sửu là ngũ hành thuộc thủy là ưu tiên số 1 thứ hai là gì đinh mùi là ưu tiên số số 2 tiếp theo là ngũ hành thuộc thổ thổ là chúng ta có thổ là chúng ta có một chín bảy là đinh tỵ là số 3 đúng không? và cuối cùng là đinh hợi là số là số 4 đó như vậy là những người có thiên can đinh ấy, thì chúng ta cũng sẽ có thì có bốn tuổi được những lộc trời cho lộc thần tài vào cái ngày 14 tháng 2 âm lịch đấy à, thưa quý vị như vậy là tôi đã vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về những con giáp lâm vào cái vận thiên tài thì có được cái cơ may về cái tiền bạc về cái tài lộc trong cái ngày 14 tháng 2 âm lịch đó thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trong quyển sách bát tự của thầy thiệu vĩ hoa là cái quyển tứ trụ đấy. xem tứ trụ ấy để biết thêm được cái kiến thức về tứ trụ thì các bạn có thể xem thêm nhé để xem biết là an thiên can địa chi thế nào và an thiên can ẩn tàng nào cũng như là cách tính làm thế nào để ra thiên tài để ra ra chính tài và cách tính lộc mã quý nhân đấy cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo xin cảm ơn